Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Gốm Miền Tây của mình. Bữa nay mình chia sẻ với các bạn cách làm món bánh lá truyền thống của người Việt, đó là bánh lá gomer. Món bánh này làm rất là đơn giản, ăn lại ngon và tốt cho sức khỏe nữa các bạn. Món này làm như thế nào thì mời các bạn cùng làm với mình nhé. Ở đây mình có 320g bột gạo, 50g bột năng, 25g bột nếp, 70g đường dạng tí muối. Còn này 300g nước cốt dừa, loại mình thắng nước cốt dừa mình ăn bánh đó các bạn. 260ml nước. Mức nước này mình là nước lá mơ nè các bạn, mình xay từ 100g lá mơ tươi đó, mình vắt ra mình chỉ lấy cái nước thôi ha. Mình làm lá mơ lông á các bạn. Lá mơ lông một bề thì màu xanh, một bề màu tím là nó có lông lông. Tới hai loại lá nè các bạn. Một lá màu xanh mà nó loại dài, còn lá mơ này là lá mơ lông mà loại tròn. Lá mơ nào mình làm bánh ăn cũng được nha các bạn. Lá mơ này thì người ta hay trồng, còn lá mơ kia thì lá mơ gừng. Mà lá mơ này cũng là lá mơ gừng nữa, nhưng mà người ta hay thường bứng về đang trồng đó các bạn. Cái lá này nó ăn nó cũng trị bệnh, nhiều cái loại bệnh đó. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình đi nhồi bột nha. Rồi bây giờ mình bỏ 50g bột năng vô nè, 25g bột nếp, một muỗng đường và một tí muối. Còn chút đường này hồi mình thắng nước cốt dừa ha, với muối với đường còn lại để mình thắng nước cốt dừa. Mình bột gạo á, mình kết hợp với bột năng với bột nếp á, mình làm bánh gomer nó ngon lắm các bạn. Nó mềm, nó dẻo, nó ngon ha. Bột của năng á thì nó dai, còn bột nếp á thì nó mềm ha. Ba loại bột này mình kết hợp với nhau là mình làm bánh lá nó rất là ngon đó các bạn. Bây giờ mình đi rửa tay cho sạch là mình nhồi bột nha. Phần nước lá mơ này nè, trộn lên cho nó đều. Mình đổ từ từ thôi nha các bạn. Tùy theo loại bột, bột cũ hay bột mới hút nước khác nhau. Nhưng nếu bột mới thì nó hút nước ít, bột mà nó hơi cũ thì nó hút nước nhiều hơn. Bây giờ mình đổ nước vô mình nhồi từ từ nha các bạn. Mình thấy nó hơi thiếu nước rồi các bạn. Bây giờ mình thêm nước nữa nha. Nãy 260ml nước nó thiếu rồi các bạn. Mình thêm vô là 40ml nữa, đó là chiếc sau là 300ml nước mới đủ nha. Tùy theo mình bột nó cũ hay mới nha các bạn. Thì mình nhồi cũng phải nhồi từ từ thôi, không có đổ nước vô một cái ụt một. Nếu thiếu thì mình thêm nước, còn nếu mà dư nước thì mình bớt ra. Bột mình nhồi gì đây là được rồi nha các bạn. Nó hơi lỏng hơn chè sôi nước một chút là được nha. Đừng có lỏng quá nha, mà cũng đừng có đặc quá. Đặc quá thì mình nắng bánh, khi mình hấp ra thì bánh của mình nó bị cứng. Còn nó lỏng lỏng gì đây nè, mình hấp bánh ra cái nguội bánh cái mình gỡ ăn nó mềm dẻo ngon lắm. Rồi bột gì đây là được rồi. Bây giờ mình chuẩn bị cái lá lặn mình đi nắng bánh nha. Mình để cái tay gì đây mình không rửa luôn, mình nắng bánh luôn nha các bạn. Lá thì mình chuẩn bị lá dừa nước ha các bạn. Cái xửng mình nhỏ, mình làm chưa vừa cái xửng này à, cho nên mình cắt cái cọng lá nó hơi cục ha. Còn cái lá bình thường nó dài như vậy đây nè các bạn. Cái này là lá dừa nước ha, nó có những cái gúng lá trong đây nè. Mình khi mình làm bánh thì mình cũng phải lau cho sạch lá, rồi mình cho nó sạch cái gúng lá này luôn nha. Mình rửa sạch lá, mình rửa sạch rồi mình lau khô, cái mình thay dầu nha các bạn. Mình thay dầu mình nắng bánh, khi mình hấp bánh chín cái mình gỡ nó chốc lóc ảnh lắm. Còn nếu như mình không có mà thay dầu, khi mình hấp bánh xong mình gỡ nó bị dính nha. Mình làm bánh lá này nè, mình nắng gì đây nè, đúng là bánh lá truyền thống nha các bạn. Các bạn làm trong bánh lá mít hay là lá chuối gì cũng vẫn được nha. Bánh lá dừa nước gì đây là mấy giống là bánh lá truyền thống, cho nên mình làm bánh lá này ăn nó thơm ngon lắm. Rồi bắt đầu mình nặn bánh luôn nha các bạn. Mình hấp ở trong cái xửng đó đó các bạn. Nè bây giờ tay mà còn bột không mình không có rửa ha. Nè mình nặn, mình nắn hai cái ngón tay trỏ, mình đẩy cục bột xuống nè các bạn. Xe đẩy dài dài xuống gì đây nè. Đó. Rồi hết cái lá còn dư bột thì mình ngắt ra, bắt đầu mình bỏ vô cái xửng hấp bánh đó các bạn.
mình nóng bột á, cho nó mỏng mỏng á, thì mẹ hấp bánh ăn ra nó mới ngon ha các bạn. Các bạn thấy không? Nè. Mình nặng bột á, vô lá nó mỏng nè. Rồi mình bỏ vô đây. Bánh này làm rất là đơn giản nhưng mà ăn lại ngon đó các bạn. Hồi xưa á, làm bằng cái cối xay không à. Bây giờ thì bột chợ. Làm bằng bột chợ không à các bạn ơi. Làm bằng bột xay á, thì ăn nó ngon hơn. Bây giờ nhầm người nhà có cái cối xay bột, nhầm người không có cái cối xay bột lấy gì xay. Cho nên cái gì cũng làm bằng bột chợ hết. Chỗ nào nếu mà nó có hơi hót hót thì mình lắp lại. Mình nặng thêm một lá là mình đi hấp được rồi các bạn. Bột này vừa nắng lá nè các bạn ơi. Mình đừng có lỏng quá thì nó khó nắng mà nó đặc quá thì mình làm bánh ăn không có ngon. Mình hấp lần ít ít thôi các bạn cho nó mau chín mà nó không có hớt hơi. Mình hấp nhiều quá nó dày cái nó bị hớt hơi, cái nó có đốm trắng trắng các bạn. Bánh mình không ngon á. Rồi bây giờ mình đi hấp bánh nha. Mình đã chuẩn bị cái xoong nước rồi nè các bạn. Bây giờ mình bỏ vô mình hấp bánh nha các bạn. Mình đậy nắp lại ha. Bánh mình bỏ trong cái xửng này hơi nhiều nè các bạn, 15 phút ha. Bánh nó chín rồi mình dỡ ra cho các bạn xem ha. Bánh nãy giờ mình hấp được 15 phút rồi nè các bạn. Bánh nó chín rồi bây giờ mình lấy ra ha. Các bạn thấy cái màu bánh rất là đẹp ha. Bây giờ mình lấy ra ha. Bánh nãy giờ mình nắng xong rồi nè các bạn. Bây giờ mình bỏ vô mình hấp luôn nha. Mình bỏ bao nhiêu mình hấp được rồi các bạn. Để nắp lại mình hấp 15 phút nữa nha. Rồi bắt đầu mình hấp cho nó hết bánh rồi mình quay lại nha các bạn. Bánh lá nãy giờ mình hấp xong rồi nè các bạn. Mình để nguội giờ mình lột cho các bạn xem ha. Hồi nãy mình cũng đã lột được một mớ rồi nè. Bánh chóc rất là ngon nữa các bạn. Mình hấp nó không có hót hơi nè, nó ngon lắm. Để nguội là mình lột nó rất là ngon luôn ha. Các bạn thấy mình nắng cái lá nè, nó mỏng rất là ngon. Mình nắng cái lá mỏng mỏng á, mình làm ăn ngon lắm các bạn. Rồi mình lột cho hết bánh này cái mình đi thắng nước cốt mình ăn bánh nha các bạn. Bây giờ mình bắt cái xoong lên mình thắng nước cốt dừa lận mình ăn bánh nha các bạn. Mình múc ra một miếng nước cốt dừa nè. Cái này là nửa muỗng cà phê bột năng và nửa muỗng cà phê bột gạo á các bạn. Mình bỏ vô đây lận mình thắng nước cốt dừa nó có cái độ sình sệt rất là ngon ha. Rồi tiếp theo mình bỏ muối với đường nãy mình chừa lại nè. Rồi mình quậy lên nha. Bây giờ mình quậy mà bột cái năng với bột gạo này cho nó tan ra hết là mình bỏ vô mình thắng nước cốt nè các bạn. Thắng nước cốt thì phải có bột gạo với bột có năng nó mới ngon nha. Mấy cái độ sánh sệt á của nước cốt á. Mình quậy cho nó tan thật tan ra mới được nha. Để thôi nó bị ốc trâu đó. Này mình quậy cho nó tan đường tan muối ra. Các bạn thích ăn nước cốt nhiều thì thắng nhiều ha. Mình làm mình thắng bao nhiêu là đủ ăn rồi. Bây giờ mình bỏ bột gạo với bột năng vô luôn nha. Thì mình thắng gì đây là được rồi nè các bạn. Mà nó sệt lại rồi nè. Rồi bây giờ mình bỏ mà hành lá vô ha.
Rồi miền Tây á, thắng nước cốt dừa hay bỏ hành lá vô các bạn cho nó thơm ngon á. Nếu mà các bạn không thích bỏ hành lá thì khỏi bỏ ha. Bây giờ mình tắt bếp được rồi đó. Rồi bây giờ mình đợi nước cốt nguội là mình ăn bánh được rồi nha các bạn. Bánh lá mơ mình đã làm xong rồi nè các bạn. Mình đã hấp xong vào cái phần nước cốt thì mình cũng đã thắng xong. Bây giờ mình gấp cái dĩa mình dùng ha. Các bạn thấy là cái lá nào mình nắng nó rất là mỏng ngon nè. Làm bánh lá mình làm mỏng mỏng thôi ăn nó ngon các bạn. Làm mà dày quá nó cứng. Rồi bây giờ mình chan nước cốt vô. Cuối cùng thì mình gấp miếng mè lên nha các bạn. Cái dĩa bánh lá rất là ngon nè các bạn. Các bạn thấy không? Lá thì nó mỏng. Cái màu thì nó đậm, nó đen, rất là ngon đó. Thơm mùi lá mơ đó các bạn. Món bánh lá rau mơ mình chia sẻ các bạn, mình làm nó hoàn thành rồi nè các bạn. Các bạn nào có xem video của mình á, nếu các bạn rảnh á thì các bạn tranh thủ làm cho gia đình mình dùng ha. Món lá rau mơ là món lá tuổi thơ của người Việt á. Mình cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Mình xin chào và hẹn các bạn vào video sau.